chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau vào mỗi buổi tối. Và ngày hôm nay 16 tháng 8 sẽ có những thông tin gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Mới đây thì Angela Phương Trinh vừa mới chia sẻ những hình ảnh mà cô mới nhập viện trên trang cá nhân của mình. Và sau khi nhập viện thì các bác sĩ đã chẩn đoán rằng cô đã bị mắc sốt xuất huyết và cần được theo dõi thêm. Hiện nay dịch sốt xuất huyết đang lan rộng và diễn viên Angela Phương Trinh cũng mới nhập viện và được các bác sĩ chẩn đoán là đã mắc chứng sốt xuất huyết. Và sau khi thông tin này được chia sẻ lên trang cá nhân rằng Angela Phương Trinh đã bất ngờ phải nhập viện thì đông đảo người hâm mộ đã vô cùng lo lắng. Và phía dưới phần bình luận thì nhiều fan đã để lại những lời hỏi thăm và mong rằng nữ diễn viên sẽ mau khỏi bệnh. Hiện tại thì Angela Phương Trinh đang dành phần lớn thời gian của mình để tham dự bộ phim Glee phiên bản Việt Nam. Và trước đó thì cô cũng chia sẻ hình ảnh mệt mỏi tại nhà do lịch trình quay phim quá dày đặc. Và tuy nhiên sau khi có triệu chứng sốt không thuyên giảm, người nổi mẩn đỏ thì Angela Phương Trinh đã ngay lập tức nhập viện để điều trị. Mới đây một nam sinh cảnh sát đã cover lại ca khúc 'Cause I Love You' của Noo Phước Thịnh và đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng với giọng hát vô cùng ngọt ngào của mình. Và tuy nhiên hơn thế nữa thì bản cover này đã được chính Noo Phước Thịnh khen ngợi rằng còn chất hơn cả bản gốc. Vào ngày hôm qua 15 tháng 8 thì clip cover lại ca khúc 'Cause I Love You' của Noo Phước Thịnh của hai chàng trai mặc trang phục cảnh sát đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Và chỉ sau vài giờ đăng tải thì đoạn video này đã thu hút được đến 200.000 lượt xem, 25.000 lượt thích và cùng hàng ngàn bình luận. Phần lớn thì mọi người đều khen ngợi chất giọng ngọt ngào và khả năng chơi guitar điêu luyện của hai nhân vật chính. Đặc biệt là Noo Phước Thịnh, chủ nhân của hit 'Cause I Love You', cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về phần thể hiện này và kèm theo một dòng chú thích, đó chính là chất hơn cả bản gốc. Chắc hẳn là các bạn còn nhớ vụ việc hắt dầu lin lên bàn thịt lợn vào hồi tháng 5 vừa qua xảy ra tại Hải Phòng phải không nào? Và sau khi vụ việc đó được đưa ra hội đồng xét xử thì hai người phụ nữ sau khi đã thực hiện hành động hắt dầu lin lên bàn thịt lợn của một người phụ nữ khác thì đã nhận được mức án là 9 tháng tù treo. Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng sáng nay đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án phá hoại tài sản của nhóm đối tượng đã hắt dầu lin vào người phụ nữ bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can vào hồi 11 tháng 5 vừa qua. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thì từ đầu tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa mang thịt lợn từ nhà ở thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy ra chợ Lương Văn Can bán thì đã bị hai người phụ nữ có tên là Lê Thị Hoa sinh năm 1986, trú tại số 16 Lương Văn Can, bán thịt lợn cùng với chị họ là Hoàng Thị Thanh Dung sinh năm 1970 và trú tại 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, đã dùng dầu luyên để hắt thẳng vào bàn thịt lợn của chị Xuyến và chị Hòa. Và ngay sau đó thì chị Xuyến đã đến công an phường Máy Tơ để trình báo việc trên. Vào ngày 12 tháng 5 thì công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án phá hoại tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung. Phiên tòa được diễn ra vào sáng nay thì hai bị cáo Hoa và Dung đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm của mình. Bản thân bị cáo và gia đình đã xin được bồi thường thiệt hại cho bị hại. Về phía chị Xuyến thì trước đó cũng đã có gửi đơn xin giảm nhẹ tội cho hai bị cáo là Hoa và Dung. Và cuối cùng thì tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền đã tuyên phạt Hoa và Dung mỗi bị cáo 9 tháng tù và cho hưởng án treo. Là một đơn vị được áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại và văn minh, vậy mà những tài xế GrabBike vẫn ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ, ví dụ như là cái ba không đội mũ bảo hiểm, chạy lấn làn hay là đi ngược chiều vẫn được bắt gặp rất thường xuyên trên đường. Theo bộ quy tắc ứng xử của Grab thì họ luôn nghiêm khắc với những hành vi lái xe không an toàn, gây nguy hiểm cho khách hàng và những người đi đường khác. Tuy nhiên thì không khó khăn để bắt gặp những hình ảnh tài xế GrabBike vi phạm luật giao thông đường bộ tại những nơi tập trung đông đúc xe cộ như là bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, trung tâm thương mại ở Hà Nội thì lực lượng GrabBike đang hoạt động rất đông đảo. Dù bến xe Mỹ Đình nằm ngay ở ngã tư nhưng rất nhiều lái xe khi mà đón trả khách vẫn quay đầu đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian và quãng đường. Rồi tình trạng chở ba không đội mũ bảo hiểm vẫn được bắt gặp rất nhiều trên đường. Sử dụng điện thoại trong khi đang di chuyển, chạy lấn làn hay là cả việc tụ tập dưới lòng đường vẫn thường xuyên xảy ra. Là những người được làm việc trong một công ty được áp dụng rất nhiều những công nghệ hiện đại và văn minh với một giá trị cốt lõi là an toàn của khách hàng là trên hết, thì có lẽ họ nên nghiêm khắc để thay đổi sự việc này, để những người sử dụng dịch vụ cũng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng một dịch vụ hiện đại đến như vậy. Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào các bạn và chúc bạn ngủ ngon.